bảo chú mình cắt tóc đi. Tóc đẹp trai quá ta. Cậu cũng bận chú ơi, cũng cắt tóc đó hả? Làm TikTok cho ấy, làm YouTuber nha. Làm YouTuber nè. Yeah. Mẹ cho hình làm ra làm cắt tóc nè. Ngồi im rồi cái chú cạo cho con xong rồi kìa. Cạo cái này nữa là không là được gì à. Rồi cạo cái này xong là đi về nè. Đó, chú cạo đẹp lắm nha. Chú đang cắt tóc, ngồi im đi con. Chú cạo cho nó đẹp, chú cạo cho nó đều tóc. Con nhìn hồ cá đi, con nhìn xuống cho chú làm. Nhìn xuống đi con. À, giỏi. Giỏi quá. Quá là giỏi luôn. Chú làm này xong là được về đúng không chú? Rồi. Chú cạo bên đây nữa là xong rồi, đi về thôi. Chuẩn bị về thôi. Em nha, không lấy cái chân thọt thọt thọt, chú cạo lộn lạ hả, rớt rớt hết tóc luôn á. Rồi im đi con, ngồi im đi con. Đó con nhìn hồ cá kìa. Xong đi rồi chú lấy đồ chú lao cho. Xong rồi đúng không chú? Xong rồi. Dạ. Muốn xả tóc không? Em muốn xả tóc không? Hai bây giờ đi tắm luôn, chưa tắm thì tắm luôn. Rồi giỏi quá. Con nhìn cái ống kính của mẹ con kia. Con chào ông bà cô chú nè anh. Chào ông bà cô chú. Hôm nay là ngày thứ hai hình ở Vũng Tàu nè. Bây giờ chào ông chú đi. Ông nội kia. Ông nội kìa, ông nội lấy cái hồ bơi kìa, lấy cái đồ bơi kìa. À thì hôm nay gia đình mình sẽ dắt ông bà cô chú đi đặng ngọn hải đăng nghe. Ngọn hải đăng ăn trứng gà. Ăn mỗi người ăn không xào. Quá 50.000. Là đi chỗ nào bổ rẻ ngon. Sẽ được đưa cho bà cô chú nha. Ở giờ này nhà mình trả phòng. Lên xe. Dạ cô Mười lên đi cô Mười. Chào nhà nha. À, ông nội. Đang bà cô chú ơi, thì bây giờ nhà mình bắt đầu đi lên trên ngọn đồi hải đăng đó cả nhà, để ăn vô u bắp xào trứng này kia để cho mấy đứa em á tham quan luôn. Đó bà nội hôm nay quá đẹp luôn. Bây giờ mình đi lên tới cái đồi cái ngọn hải đăng đó nè. Hải đăng thì lần đầu tiên tám đi Vũng Tàu thì nhiều mà ít có đi lắm. Ba mẹ như mới lên lần đầu tiên đúng không mẹ? Bà cố cũng lần đầu tiên luôn. Cũng đầu tiên đây. Đây là đi luôn. Ông nội đang dắt anh mình đang đi. Đây. Thôi giờ mời cả nhà lên. Đó, để Thảo quay cho ông bà cô chú coi. Thường á là trẻ trẻ như Thảo với mấy em lên đây nhiều, còn mấy cô chú lớn tuổi chắc ít người lên đây. Tại vì chạy lên bằng xe máy thì cái dốc nó cao. Trời ơi, bữa nay tự nhiên ngày gì mà xe hơi lên đây quá trời. Xe kìa mẹ ơi. Ở đông lắm nha ông bà cô chú, mà trong đây rất là nhiều quán luôn. Mình ngồi thì mình ăn có bánh tráng nướng nè, bắp xào nè, trứng lòng đào nè, yogurt, rồi có vô u, rồi có thêm đủ loại luôn. Có trái cây ngâm cũng có, mà trái cây tươi cũng có luôn. Mà trong đây thì vô u ngon lắm nha ông bà cô chú. Bữa nay đông quá trời đông. Đi ngày thường mà cũng quá trời đông luôn. Đó ông bà cô chú thấy hình hình chưa? Thấy không, mời từng người, thấy không, hát cho từng người luôn, nghe chưa? Trời ơi giỏi quá. Dạ đó, ông mời hết luôn. Ôi mẹ cảm ơn, mẹ đưa cô xuống trước. Trời ơi cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nhiều nha.
giỏi quá. Cô lấy ra con ba dĩa ốc xào đi. Dạ. Dạ không, ba dĩa ốc xào được. Trời ơi, phát cho từng người giỏi quá luôn. Đó ông bà cô chú, đây là có vô ua nè, trứng lòng đào nè. Đây còn đây mẹ Phúc nè. Với mấy đứa em. Ở đây là mát lắm. À, hình như là ở dưới nó bị đứng gió cho nên nó mát nè mẹ Phúc. À, mấy đứa em ngại. Đông lắm với nhau ông bà cô chú, xe từ ở dưới lên trên đây là quá trời luôn. Ở đây là bán một hũ dưa u này là 7.000, còn cái trứng là 10.000. Tại con thấy lộn rồi, một hũ dưa u 10.000, cái trứng 7.000. Dạ không, nó hỏi giá rồi. Sao mẹ thấy để là trứng 10, trứng 7.000? À đúng rồi, đúng rồi, con lộn. Mẹ đúng, con lộn. Mẹ ăn thấy sao mẹ? Ủa sao cái hũ bữa nay nó nhỏ quá hả bé Hanh? Không, bữa hôm bữa mình ăn là hũ nó cao hơn, nhớ không? Đợt rồi mình đi chỉ có quay trên giật giá leo thang vậy ơi, giật giá leo thang. Ờ giờ còn có chút xíu à, cái hũ hồi lúc rồi nó cao hơn không? Bà chú bữa nay nó có chút xíu à. Ờ anh có ăn ngon không? Trời ơi, dạ ngon hả? Cái này là quán nội chính nè, đúng rồi. Đúng rồi, cơm nội chính á. Giỏi chưa? Giỏi. À, ông bảo chú đây là ảnh nói anh đi kiếm đồ chơi. Có gì đâu. Ồ mẹ ơi đâu có cái gì đâu. Có cái bảng không à. Vũ hình không à, vũ hình không à. Chú mới giúp những con. Anh ơi, anh thương nội không? Anh, đây anh, con thương nội không? Con thương nhiều không? À, con thương nhiều không? Con thương nhiều sao nè, con làm cho ông nội coi đi. Thương nhiều sao? Nó đòi cỡ vậy hả ba? Không. Ờ thật là nhiều cậu ông nội, làm hình trái tim cậu ông nội. Ờ, hình trái tim thật là nhiều. Do trên đông quá, giờ nhà mình là đi bộ xuống á cho nó tiêu không bảo chú. Vừa sáng ăn sáng xong rồi cái mình lên đây lên ngọn hải đăng mình ăn liền á. Mà no quá nên nhà đi bộ xuống từ từ cho tiêu. Và lát nữa mình đi ăn bánh khọt nữa. Nhà ơi, hồi nãy giờ là mình đi vô Hồ Tràm. Hồi nãy con có quay trong Hồ Tràm xưa cho cả nhà dạ, coi có không? Quay ở ngoài mẹ. Ờ, vô Hồ Tràm chơi để cho bạn mình biết. Với cả nhà đồ, mấy cháu đồ biết. Thì bây giờ ra đây ăn cơm ở cái quán này là quán 52 ở gần Hồ Tràm. Ở bên này là khu đang anh, làm. Anh tài xế nó ở đây ngon lắm. Ờ, ăn cũng cơm đông. Ở đây rồi cá bớp con độ rồi kêu canh chua con độ ăn đi con ăn đi mấy đứa nhỏ ăn đi em xin chút miếng trứng của chị ráng nè chị ráng cho em miếng trứng bỏ vô em cho anh chồng trắng người em ảnh không có ăn chồng đỏ ờ có chồng đỏ là anh không ăn anh ăn chồng trắng không mà mẹ à, canh chua nè em đây là mình đó, bớp có canh chua cá bớp hả mẹ ờ cá bớp thôi đủ rồi đó đưa cho em còn cá bớp kho tộ còn ông nội mình thì bữa nay ba ăn chay nên ba giờ ba ăn đồ chay riêng đó. Còn đây hình hình của ông bà cô chú đây ngồi ăn bàn riêng ảnh trong lúc đợi cơm thì đây hình ăn đậu phộng luộc á cả nhà ảnh thích ăn cái món này lắm ông bà cô chú siêu thích cái món này luôn. Dạ rồi, đây là cơm của nền ông bà cô chú. À, ngồi anh vừa ăn cơm, anh vừa hưởng thụ, anh vừa uống nước cam. Vừa hưởng thụ của bà con cô chú. Đồ ăn đang ra, mấy em đi cũng đông vui lắm á cả nhà. Ai cũng thích hết. Mà kiểu như mọi người xuống đây á, hơi ít ngày nên hơi gấp. Với lại á, trên kênh thì chắc ông bà cô chú cũng biết đây là ba Chính với là mẹ Phúc nè. Là ba nuôi của anh Chánh á. Đó nên là hả Thảo cũng kêu bằng ba mẹ luôn. Ba Chính hôm bữa cũng có đi qua bên Chicago qua bên Cali chơi một lần rồi đó cả nhà lúc Thảo mới qua Mỹ luôn á. Bà chú ơi anh con chó bò ngang qua anh sợ quá anh ngồi anh đưa hai giò anh lên. Nè bấm nè. Thôi lên để con chó tới chị anh, mới lên. Không bấm cái là nó trốn liền à. Giỏi lắm á. À. Quá giỏi luôn.
ngồi riêng một bàn ông bảo chú ấy không ăn cơm trứng. Cái này là cái ao uống của bao nhiêu người á. Ngầu quá trời món luôn. Chứ đâu phải thực đi đâu mà đi ra xỉu là xỉu xuống vậy đó. Trên xe đi về ai cũng đuối hết luôn. Ngủ la liệt hết rồi đó ông bà cô chú. Sáng là ông nội dắt Ryan vô trong khu Bủ Long nè, cả nhà chơi chọi. Chọi mạnh lên nó ba quất bụp là nó vô à. Cố lên ông nội ơi, cố lên. Trời ơi. Chết rồi. Ba cầm như này, ba cầm cái đầu á, ba quăng mạnh á là nó vô nhanh dễ hơn á. Hồi nãy con quất cái kiểu kia nó vô được các bạn. Trời ơi. Anh cổ vũ ông nội đi. Rồi, vậy đây. Đó ông nội cầm vậy đây dễ trúng hơn các bạn. Đó, một cái. Hai cái. Cái là bong bóng bị bể á con. Ba cái. Bốn cái trúng cái gì? Bốn cái trúng cả nó. Bốn cái. Ông nội ơi, được cộng dồn á không? Ba em đưa cho ba chị bảy cái nữa đi. Là em ơi chị có tiền lẻ nè. À, có đó ba đưa tiền lẻ. Dạ nè con có tiền lẻ. Ba đưa rồi, ba đưa rồi. Nè 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 em. Này, nãy là được 4 phải không em? 3. 3 và 4 rồi đó. Con bỏ con gấu. À, 5. Đó, ông nội hay chưa? Trời ơi. 5 rồi đó. 6. Bên kia còn trống quá trời kìa ba, bên kia nó full banh ba chọi dễ hơn kìa. Dạ. Ừ. 7 8 luôn. Ủa em 8 là được cái nào vậy? 8 là mình đang được bên này. Mấy cái này với một móc thôi. Ờ không được cái con gấu bự hả? Cái nữa. Còn bên này thì cộng dồn 25 tiêu nè. Ba nãy con cộng dồn 10 phiếu là được con này nè ba. Nè. Là được 8 rồi phải không em? Dạ. Giờ 2 phi 2 bia được không mà. 1 rồi 9 rồi đó. Cầm lên đi. 10 rồi, được con cá sấu rồi đó anh. Được một con cá sấu. Giờ tiếp nè. 1. Cà phê, cà phê. Dạ, dạ em cảm ơn bà Chính. 2, ghê chưa. Anh hốt đã thôi. Bóng bị tiêu. 3, ơi. 2 cái luôn. Tính tiêu tính một bóng. Rồi, 3 cái. 6 rồi tiếp kìa em, tụi em cộng dồn vô lấy đồ chơi nó bự hơn. 7 cộng dồn cái này là 25 bóng chị nè. Mạnh vô, mạnh 8 tiếp tục. 9 10 10 game 10 rồi đó em. Làm tới nữa bay 10 kìa đã chưa con thích không? Đây, trời ơi thích. Đây, con dê đó anh ơi. Ồ đẹp chưa? Anh thấy thích chưa? Anh đụng nó đi. Ông nội kìa, ông nội cho đụng kìa. Ồ đã tha. Con thích không? Con thích không? Trời ơi. Ờ trong bụng nó có con á hả? Trời ơi. Trong bụng nó có con nè. Trong bụng nó có con săn biết trong bụng nó có con. Nó có con dê con á hả con? Có con dê con không? Trong bụng nó có con không mấy chị? Có không có không? Dạ có. Trời ơi dạ có. Trời ơi, trong bụng nó có con dê con nè. Trong bụng nó có con dê con. Hả? Sao con đoán hay vậy? Ờ cảnh đẹp lắm luôn á nha ông bà cô chú, đây là kiểu như là Vịnh Hạ Long thu nhỏ vậy á. À, bà Chính mẹ Phúc với mấy đứa em chụp hình. Nè mẹ lau tay cho con nè. Lấy khăn giấy lau tay. À, cái này là hiện tại là mình đang đi Hạ Long ẩn ở trong Bủ Long nha ông bà cô chú. Nè mẹ quay con nè. Con thích không? Con thu
áo phao mình đâu, áo phao mình đâu, anh áo phao con đâu? Trời ơi giỏi quá. Mẹ không bơi đâu, sâu lắm con. Anh về anh nóng, anh nổi sậy quá trời luôn. Con gì?